Hello, xin chào mọi người và chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Phủ Audio. Với video này là hôm nay Thiên Phủ đang có một cái bài test cũng như là đang có một cái trải nghiệm một sản phẩm mới và mình muốn giới thiệu cho mọi người. Hiện tại là vẫn chưa có hàng bán, hiện tại chỉ là hàng mẫu và hàng demo thôi. Được gửi từ bên Đức về thì bây giờ đó là cái dòng mà không quen thuộc mà khi các bạn đến với Thiên Vũ đó chính là dòng SE. Thì cái dòng SE Audio Technic đó, đây là thương hiệu của Đức và bây giờ năm nay á, họ đưa ra một phân khúc mình cảm thấy là rất là hay và mình thấy nó rất là phổ biến và chắc chắn cái loa này nó sẽ phù hợp cho cái căn nhà, căn hộ, những cái căn hộ nào mà các bạn không muốn những chiếc loa 3 tấc cồng kềnh làm xấu hoặc làm xấu view của chúng ta á, mà để đạt mà có được những cái công suất mà vừa nhỏ gọn nè, mà công suất vừa phải đủ đáp ứng cho mọi người á. Mà lo này Thiên Phủ nghĩ là căn hộ là sẽ các anh chị mà đang có căn hộ thì sẽ rất là thích vì thiết kế nhà gọn. Thì ở đây mời các bạn xem, trước mặt Phủ đây chính là cái loa, đây là phiên bản 2019 nha mọi người ha, đây là phiên bản 2019 của SE và mình mở cho các bạn xem và nó có tên là Scott 8 tức là ở đây 8 inch nha các bạn ha. Ở đây nó có đầy đủ. Thì bây giờ sẵn tiện hôm nay thì mình đã test âm thanh rồi thì bây giờ mời mọi người cùng Thiên Vũ test thử âm thanh nó xem sao, rồi lúc đó hiện tại cái công suất này RMS là tức là công suất hiện tại là tức là hoạt động maximum là 200W cho một chiếc loa 2 tấc. Wow, quá đỉnh. Nhưng mà một cái hay nữa mà mình về cái design thì nó rất là nhỏ gọn các bạn ạ. Nó để mình lấy cuốn tập ra cho mọi người cùng coi. Đây là một cuốn tập thì nó bự hơn một quyển catalog, một cái bìa cứng như đây xíu thôi nè. Thì Vũ quay như thế này là mọi người sẽ dễ hình dung được là kích thước của loa đó, chứ không cần phải đọc thông số đó các bạn, không một quyển tập đó nó chỉ lớn hơn một quyển tập thôi. Và các bạn đương nhiên là các bạn sẽ thắc mắc là lý do tại sao nó lại bé tí như thế này. Thì bây giờ trước tiên thì mời mọi người cùng Thiên Vũ nghe thử một đoạn nhạc đủ vài thể loại, rồi sau đó rồi mình sẽ cùng xem chi tiết bên trong của sản phẩm này. Và hiện tại là Thiên Vũ cũng chưa biết là nó làm gì bên trong, nhưng mà hiện tại chỉ là thích về chất âm nghe nè, thứ hai nữa là về thiết kế nhỏ gọn nè, design cũng rất là đơn giản nè đó. Giờ nghe trước đi mọi người ha. Rồi ok, chúng ta cùng nghe Thiên Vũ. Cho mượn điện thoại thôi. Ok các bạn chờ Thiên Vũ, mình sẽ kết nối. Mình sẽ dùng một chiếc amply bình thường thôi. Đây là một amply của CF mà mình sắp review là mọi người đem một sản phẩm mới. Rồi thì mình sẽ làm cái video về review cái này sau. Thì cái sản phẩm cái cục đẩy men amply này thì các bạn chắc chắn là nên ra anh chị mà gia đình mà bình dân chúng ta sẽ có thể sở hữu được. Và về chất âm và cũng như chi tiết như thế nào thì Thiên Vũ sẽ vì sau, nhưng mà về thiết kế là nhìn nó đẹp rồi đấy, nó đơn giản không cần phải các bạn tự điều chỉnh ở nhà. Còn bây giờ thì mọi người chờ Thiên Vũ xíu, Thiên Vũ sẽ kết nối với sản phẩm. Rồi ok, mình đã kết nối xong, giờ mình lên YouTube đi. Mở nhạc đen nữa rồi ha. Rồi mình sẽ phân tích cho các bạn từng cái. Giờ mình trải nghiệm về cái công suất chút đi ha mọi người. Hãy subscribe cho
đó là một đoạn nhạc EDM nhỏ. Bây giờ mình sẽ test vocal và cũng như là tiết tấu cho mọi người xem ha. Vocal cho mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tiếp đó chính là cái guitar giải âm cao nhất nha. Thì các bạn có thể muốn trải nghiệm, các bạn sẽ đến showroom Thiên Phụ 779 Trần Hưng Đạo, quận 5 ha. Còn bây giờ thì như mình nói thì bây giờ mình sẽ mở xem bên trong là cái chiếc loa này nó có một chiếc với cái thiết kế rất là nhỏ mà công suất đạt lượng RMS đến 250W một cái. Thì chúng ta thử xem coi là khả năng và họ thiết kế như nào của những cái setup. Mời các bạn cùng theo dõi video mình tiếp tiếp. Rồi, dạ. Rồi. Rồi, vào đây mời các bạn đến gần đây. Chúng ta sẽ coi cận cảnh cái chiếc loa. Đây các bạn thấy. Đây là các bạn cận cảnh chiếc là chiếc loa ha. Giờ mình cũng sẽ cùng tháo xem bên trong của cái thiết kế này như nào. Nó rất là nhỏ, khoảng tầm một gang tay mình thôi. Các bạn thấy không? Một gang tay. Chiều dài khoảng tầm gang rưỡi. Đó, chiều dài khoảng tầm gang rưỡi. Đó. Cái này những căn hộ chung cư thì các bạn mà treo lên những căn hộ phòng nhỏ mà được đạt công suất lớn thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà theo mình ghép phối ghép thì mình nghĩ là các bạn nên hỗ trợ cho nó thêm một subwoofer, vì cái loa này cái dải chung nó và dải xếp nó rất là sáng và nó rất là sạch sẽ, nhưng mà nó vẫn cái vì thiết kế nó quá nhỏ nên cái âm bass nó sẽ bị thiếu đi cái độ dày. Thì các bạn nên tốt nhất là các bạn nên kết hợp với một sub điện sub nhỏ, công suất chỉ cần 150W là đủ rồi. Đó, 150W 200W là cũng đủ rồi, cũng cân đối rồi, không cần phải nhiều. Rồi mình sẽ giờ mình không có đồ tốt rồi, không biết cái cây này cái gì đây, mình cũng mở cùng các bạn xem thử. We'll be right back.
Rồi, mình và mọi người cùng trải nghiệm xem mở bên trong ha. Wow. Như vậy các bạn thấy là cái này là lo đồng trục rồi các bạn à. Nó không có phụ trép. Các bạn hãy quay gần cảnh rộng cho các bạn ha. Và nó design đây là cái đây là lo đồng trục rồi mọi người ơi. Đây là một cái màn lo, cái kiểu màn lo này thì nó giống như kiểu của màn lo của Bow á. Đó, các bạn thấy nè, để các bạn lấy nét cho các bạn xem. Đó, mọi người thấy nè. Còn cái miếng này thay vì miếng nhựa, các bạn thấy là miếng này thì nó được trong suốt và để thay vì cái nắp, cái nói vậy gì hiểu cái nắp nồi vậy mọi người ha. Cái nắp nồi này là nó trong suốt. Nó không bị cạn ngâm. Mà hình như là nó dùng, người ta thiết kế cái màn lưới như thế này thay vì những cái lo khác, cái đồng trục khác là cụ chép nó đưa thẳng cái con ra đây luôn, cái còi ra luôn. Nhưng mà cái cây này thì nó được giấu ở bên trong. Chắc là có thể nó thiết kế như vậy là nó để giảm đi cái kích thước cũng như là cái thùng của lo đó. Và cái màn này nó cũng chắc cũng, mình nghĩ nó cũng sẽ có một cái tác dụng, đó chính là cản bớt âm lại, cũng như là tại vì nó cũng là màn vải, nó sẽ cản âm lại, nó cho cái âm mình ra nó sẽ sạch sẽ hơn. Rồi bây giờ cái cây lục giác này đâu rồi? Giờ mình sẽ thử mở bên trong xem cho các bạn cùng xem với Thiên Vũ luôn ha. Để coi họ design sao, coi củ từ nó như thế nào. Tại vì nói chung là anh em nào đam mê, chúng ta có dịp để coi những kỹ sư Đức họ thiết kế cái lo nó như thế nào. Để người Việt chúng ta đồ, chúng ta sẽ học hỏi theo các anh nào trong ngành cứ học hỏi theo. Để chúng ta update cái chất lượng của Việt Nam mình càng ngày càng tăng lên. Mình nghiên cứu xem. Thiên Vũ còn một video mở cái con Man Power Shop trị giá 2.800 đô mà Thiên Vũ mua về để làm review mổ ruột cho mọi người xem bên trong. Nhưng mà trong cái video đó sẽ có một đoạn rất là mắc cười. Mọi người nhớ đón xem cái video đó nha. Ok, mọi người, bây giờ mình đã mở xong, anh em đã mở xong thì bây giờ cùng Vũ mở cái xe bên trong ha. Đây là thuộc diện lo đồng trục rồi. Nó không có strap rời mà nó nằm ở giữa bên trong đây luôn. Thường thường những cái lo như lo Nestle mà Thiên Vũ từng làm cái video mà cái lo Nestle mà B12 mà chỉ giá 3.000 đô á, Thiên Vũ đã mở thì các bạn thấy bên trong là nó đưa nguyên hẳn cái còi ở giữa lo luôn. Cái con này thì nó cũng là đồng trục nhưng mà nó đưa nằm phía sau để mình mở ra coi. Đây. Rồi mà anh em và các bạn chúng ta trụ cái củ từ nó chọc bá lửa. Đây, các bạn thấy đây, mình sẽ quay cận cảnh các bạn coi. Thì đây là cái bộ lọc của nó. Đó, và đây là bông thủy tinh. Thì nó nôm na, nó đơn giản thì nó cũng chỉ có cái bộ lọc thì nằm ở từ đây xuống dưới cái vành này thôi. Đó, nó chỉ xuống dưới cái vành này thôi. Nhưng mà còn phía trên đây là hầu như nó không có, nó chỉ có mỗi cái ống hơi để dẫn cái hơi ra thôi. Tức là nó tăng thêm cái âm bát, cái hơi ra bát ra. Có vẻ nó sẽ mềm hơn. Còn nếu mà đóng kính hơi thì nó sẽ cứng lắm, đánh ra cũng cứng lắm. Đó, và các bạn thấy đây là cái tụ bộ lọc nguồn. Mà mời các bạn cũng như các anh em, cũng như khách hàng, chúng ta có dịp trải nghiệm những cái công nghệ của kỹ sư Đức họ thiết kế một cái chiếc lo ra như thế nào. Thiên Vũ không chỉ mở lo SE không nha mọi người, mà Thiên Vũ sẽ còn mở những thương hiệu khác mà mọi người đón. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và like và share ủng hộ Thiên Vũ. Mình sẽ đăng thêm nhiều cái video nữa, nhiều hãng khác mình đã mở rồi nhưng mà mình chưa có thời gian mình đăng. Tại vì mình chưa có edit lại cái video á. Đó. Đó. Rồi. Bây giờ thì đây là cái củ loa 2 tấc. Rồi. Củ loa 2 tấc. Các bạn thấy nó loa nhỏ không các bạn? Khác, các bạn thấy khác với so với lo kẹo kéo không? Lo kẹo kéo thì cái màn 5 tấc chà bá, còn củ 500 mà mỏng lét vậy nè. Còn cái lo này, cái lo nhỏ xíu này nó giống như cái những chiếc lo Bow á. Huy lấy dùm cái lo đó. Nó giống như chiếc lo Bow á. Các bạn biết tại sao nó nhỏ mà nó nặng không? Tại vì cái từ nó rất là to và nó thì chịu cái độ chịu tải nó cũng rất là cao. Các bạn thấy. Và đây giống như chiếc lo Bow này mình đang cầm đây, cái chiếc lo này rất là nhỏ nhưng mà trị giá nó cũng rất là cao, nó khoảng 10 triệu hơn. Đó, 10 triệu hơn các bạn. Thì nhưng mà các bạn cầm trên tay nó bằng nhựa thôi mà nó rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Thì đó là lý do nặng là chỉ là cái củ từ. Còn cái lo kẹo kéo của chúng ta dùng á thì cái màn vành nó bự vậy nè, nhưng mà công suất đánh không có thật và nó không nó,
nó nhỏ xíu à. Rồi mọi người xem. Và nó đã được làm chung đây luôn, từ nó cũng khá là dày chứ bộ. Con nó rất là to. Công suất nó nhỏ. Đẹp quá. Đẹp quá. Mời các bạn cùng xem với Vũ. Cái này nó nhìn nó làm giống mặt tin ha. Cái khung là nó làm giống mặt tin. Từ nó rất là dày. Đây công suất lớn, nhìn nó đẹp quá, tháo luôn cho mọi người coi luôn. Con này không biết có mạ hay không, hay là chỉ làm vàng có, chắc nghĩ nó phải mạ không ta, nó vàng phần khè. Mốt nữa mình làm review mình phải mua thêm cái máy đo vàng thật vàng giả. Coi đo vàng bao nhiêu ca. Lộn hết bài tẩy nha. Rồi, ok. Và đây chắc chắn các bạn thấy đồ hãng thì luôn 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 nó có từ nó luôn có cái số series của nó. Rồi, chúng ta cầm thẳng mày ro cũ lo đi. Quá đẹp. Đẹp quá đẹp. Rồi bạn Tuấn có thể cameraman có thể quay cận cảnh từng cái vành đến mình quay chi tiết đi. Vô lấy nét. Rồi. Mời các bạn cùng xem chi tiết. Đó, mình quay rất là cận cảnh. Đó, để cho các bạn và các anh em chúng ta trải nghiệm. Đó. Và theo Vũ biết thì hiện tại mức lo này có mức giá khoảng 8 triệu so với phiên bản màu trắng. Và với hiện tại cái lo này, dòng lo này nó có hai phiên bản, bản màu trắng và bản màu đen. Màu trắng là 8 triệu một chiếc nha các bạn. Ở nước ngoài họ không tính cặp giống như ở Việt Nam chúng ta, thì chúng ta tính đôi. Nhưng mà nếu mà Thiên Vũ kinh doanh cái sản phẩm này thì Thiên Vũ sẽ ghép sẵn là một cặp và sẽ đưa ra mức giá. Còn hiện tại thì mình cứ dựa theo cái tính tiền của bên nước ngoài, họ tính theo cái, thì cái này có mức giá là khoảng 7,5 triệu. 7,5 triệu hay 7,8 triệu gì đó. Đó, 7,5 triệu hay 7,8 triệu gì đó. Thì cỡ tầm giá đó đó. Thì nói chung là màu trắng thì nó chênh lệch nhau vài trăm ngàn. Đó. Đó. Đó thì bây giờ mình quay cho mọi người. Rồi, các bạn quay cận cảnh những cái room bên trong đi, ánh sáng nè, đó. Đó các bạn thấy không? Đó cái màn của nó nè. Đó, các bạn coi đó, rất là cận cảnh, rất là nét. Mình quay cực kỳ nét luôn. Đó. Để đầu tư quay review cho mọi người là phải đầu tư 11 Pro Max mới quay được nét như vậy cho mọi người xem chứ bộ. Tốn tiền để làm review lắm nên đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like và đăng ký sub Thiên Vũ nha. Còn một cái video Thiên Vũ phải bỏ gần 2.800 đô để làm review, mọi người chờ nha. Thiên Vũ để edit xong cái video đó Thiên Vũ sẽ làm. Và đây là cái cụ từ của nó nè. Quay xa là có ánh sáng. Từ nó nè. Rất là dày. Ok, rồi dục nó qua bên đi. Con này giờ làm sao tháo luôn cái mạng con đó luôn ta. Các bạn có thể quay được cái cận cảnh lấy ánh sáng nè. Quay lấy ánh sáng lấy trên xuống Tuấn. Để thấy được cái mạng, mọi người thấy bên trong nó có một cái con chép rất là nhỏ này, mọi người thấy không? Đó mọi người thấy nè, đó cận cảnh nè. Nó con chép bên trong nhỏ nè. Đánh tiếng rất là sáng, rất là nhuyễn nha. Đó, quay cận cảnh gần quá thấy không? Đó mọi người thấy nè. Ơi, đừng lấy nét không thấy. Lấy nét quá không thấy. Từ mọi người chờ Thiên Vũ xíu để Thiên Vũ lấy nét làm sao cho mọi người thấy được cái con đó, mọi người thấy trong không? Nó trống. Nó có giống như một cái họa tiễn nhỏ bên trong á. Đó. Rồi. Rồi. Thấy không? Không thấy được, có rồi, mình có gọi láp rồi. Nãy giờ lấy giùm anh con dao dao rọc giấy đi. Rọc ra coi. Nói vui với mọi người thôi nha mọi người. Rồi. Ok. Rồi. Coi công suất mình xin chia sẻ lại một lần cuối nữa, đó chính là công suất RMS của nó là 250W, 250W với công suất, với kích thước lo chỉ 2 inch thôi. Và nó được tích hợp trép bên trong nên cái thiết kế design của nó rất là nhỏ và nó cực kỳ phù hợp cho những cái căn hộ các bạn muốn đầu tư cho một dàn âm thanh xịn sò mà chất lượng âm thanh cao, mà muốn kích thước nó nhỏ mà không làm ảnh hưởng xấu view so với những chiếc lo mà 3 tấc 4 tấc. Thì nó quá mất thẩm mỹ thì các bạn có thể chọn đây là một cái giải pháp cho các bạn mà Thiên Vũ đã đưa về giới thiệu cho mọi người hình dung đó. Các bạn muốn cái gì mới lạ hay là muốn những cái giải pháp nào tối ưu cho căn nhà mình nó đẹp đẽ càng ngày càng đẹp hơn á, vừa hay vừa xịn á, thì các bạn hãy đến Thiên Vũ đặt vấn đề, Thiên Vũ sẽ tìm ra những giải pháp cho các bạn. Và mã của nó chính là mã COX8 COX8 ha các bạn ha. Đó, RMS nè, ghi rõ ràng RMS 250 đó, thương hiệu SE Auro Technic của Đức ha.
Sorcery. Rồi, ok, xong. Như vậy là Thiên Vũ đã mở xong cho mọi người biết thêm một dòng sản phẩm mới. Và chắc cái sản phẩm này Thiên Vũ đã thích rồi đó. Vì chất âm có nè, thiết kế nhìn bên trong cái củ loa nó rất là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mình Vũ sẽ biết là những cái loa này cực kỳ rất là nhiều khách hàng đang cần, vừa nhỏ đẹp cho view căn hộ của các bạn nữa, công suất vừa đạt lớn được nữa. Các bạn thấy video Thiên Vũ chia sẻ hay thì đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like và share, và comment đánh giá những cái gì mà các bạn đang suy nghĩ với chiếc loa này. Và muốn Thiên Vũ làm những video nào hãy để lại comment. Có dịp thời gian Thiên Vũ sẽ làm cùng với mọi người. Xin chào, hẹn lại các mọi người trong video lần sau. Bye.